Chào các bạn. Hôm nay thì hết tháng 1 rồi. Trời nắng rất là đẹp. Mà tuần vừa rồi là nhiệt độ trên 70. Thành chi cây hè bông của mình á nó có nụ. Hay mình phải lo lên ấp ngay. Lên ấp để đón nụ mà ăn. Thành lên ấp dễ lắm các bạn, mình chỉ cắt sạc xuống thôi. Đây, các bạn nhìn mình cắt nè. Đây, cắt sạc xuống. Đây. Cắt sạc xuống rồi là xong. Rồi còn cái cây thì mình cắt một vài khúc dưới ăn. Xào, luộc, nấu canh. Rồi làm dưa giả các bạn hoặc là đổ bánh xèo. Đó. Ăn rất là ngon. Theo mình qua 20 năm trên 20 năm trồng cây á, thì mình thấy cây hè bông cũng giống như cây hè lá thì là cái cây nên trồng trong vườn rau của mình vì có ăn quanh năm, mà cây không cần tưới nước mà là khỏe cho mình rồi, mà không không có phân các bạn, không có phân, không có sâu. Đặc biệt cái hè là hẳn không không cần phân và không cần sâu, nó tốt vậy á. Rồi nhiệt độ mà trên 70 thì nó bắt đầu có nụ lại, mà nhiệt độ dưới 70 thì nó bắt đầu dừng lần, là không, đến khi không có bông thôi. Mà các bạn biết không, cái hè là không dựng dễ trồng, ít chăm sóc rồi ăn được nhiều món rồi, mà mình trồng ra thấy trong cái vườn nó mát mắt lắm các bạn, luôn luôn là thấy màu xanh. Đây là mình mới cắt một nửa đây, mình có gần 10 mét lận á. Phải 10 mét bề ngang, một bề ngang cũng 1 mét, bề dài cũng phải 10, trên dưới 10 mét. Mà luôn luôn là thấy màu xanh rất là đẹp, mát mắt lắm các bạn. Dễ chịu, mình ứng đi đâu đi chứ không, không lo tưới, không lo tưới nước. Thì mình qua clip này mình chia sẻ để các bạn nào mà mới có vườn, mà chưa biết trồng cây gì. Thì mình trên 20 năm mình kinh nghiệm thì cây hè là mình nghĩ là nên trồng trong vườn rau vì có ăn quanh năm, rất là tốt. Và những bạn mà có vườn rồi á thì nếu thấy mình nói đúng thì cũng nên dọn dẹp bớt trong một luống mà ăn. Cái bông ăn rất là sang các bạn ơi, mà giòn lắm, ăn rất là ngon. Rồi hè lá thì cũng được ăn quanh năm nữa, lạnh không chết nữa, nắng không lo tưới nước nữa, các bạn thấy khỏe không? Khỏe re luôn á, trong cái hè là coi như khỏe re à, lạnh không chết, nắng không cần tưới nước, không phân không thuốc, chỉ có ăn thôi. Thì thôi, qua clip này nếu các bạn thấy mình chia sẻ đúng thì đăng ký kênh để ủng hộ mình, thấy những clip tiếp theo mình chia sẻ những cái rau khác. Ủng hộ mình cho vui. Mình chào các bạn nha. Bye.